kính chào quý vị đang đến với chương trình Luật sư Doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, vậy là chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến mốc 31 tháng 10, một mốc thời gian quan trọng cho các bộ ngành cũng như cộng đồng doanh nghiệp. Vì đó là thời gian cuối cùng mà chính phủ quy định để các bộ ngành phải có được nghị định cắt giảm điều kiện kinh doanh. Và đó cũng là mốc thời gian để xem kế hoạch cắt giảm ít nhất 50% điều kiện kinh doanh trong năm 2018 mà chính phủ đặt ra có hoàn thành được hay không. Rõ ràng, đến thời điểm này, mọi việc chuẩn bị cho mốc 31 tháng 10 của các bộ ngành gần như đã phải hoàn tất. Theo thông tin mới nhất, thì hôm 16-17 tháng 10 vừa qua, Tổ công tác của Thủ tướng đã làm việc với các bộ để đốc thúc về công tác cắt giảm điều kiện kinh doanh. Và đặc biệt, ngày 17 tháng 10, đã có Bộ Công Thương là bộ đầu tiên tổ chức họp báo và công bố số lượng điều kiện kinh doanh dự kiến cắt giảm trong năm nay. Chương trình Luật sư Doanh nghiệp tuần này với chủ đề Cắt giảm điều kiện kinh doanh, nỗ lực chuẩn bị cho mốc 31 tháng 10 sẽ tổng hợp những gì đã và đang làm được cho giai đoạn nước rút của tiến trình cắt giảm điều kiện kinh doanh. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Trong buổi làm việc với các bộ ngành hôm 16-17 tháng 10 mới đây, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã nhấn mạnh, cắt giảm điều kiện kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính là vấn đề rất quan trọng. Thủ tướng không phiên họp nào không nhắc và với nhiều văn bản đốc thúc với yêu cầu đi vào hiệu quả, tháo gỡ khó khăn cho người dân, cho doanh nghiệp và coi đây là dư địa rất quan trọng cho tăng trưởng. Điều đó có thể thấy quyết tâm của người đứng đầu chính phủ trong việc bằng được phải hoàn thành mục tiêu cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh trong năm nay. Chỉ còn khoảng một tuần nữa thôi là đến mốc 31 tháng 10. Các bộ đã có những sự chuẩn bị như thế nào? Mời quý vị đến với phần tổng hợp sau của chúng tôi. Các nghị quyết của chính phủ đã yêu cầu năm 2018 phải cắt giảm, đơn giản hóa 50% các điều kiện kinh doanh và 50% các thủ tục mặt hàng xuất nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành. Tuy nhiên, đến nay, trong tổng số 6.191 điều kiện kinh doanh, mới cắt giảm được 1.517 điều kiện. Còn trong 9.926 dòng hàng, mới cắt giảm được 1.700 dòng hàng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 16 tháng 10, Tổ công tác của Thủ tướng đã kiểm tra 4 bộ là Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Thông tin và Truyền thông. Và ngày 17 tháng 10, Tổ công tác của Thủ tướng đã kiểm tra các bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Lao động Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Y tế và Tư pháp về việc chậm ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành với hàng hóa xuất nhập khẩu và đơn giản hóa cắt giảm các điều kiện kinh doanh. Theo đó, theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, ngày 30 tháng 10 sẽ là hạn cuối cùng để trình Thủ tướng Chính phủ ký các nghị định cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh. Và đến ngày 31 tháng 10 sẽ là hạn cuối cùng để hoàn thành việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, điều kiện kinh doanh. Tính đến nay, đã có 7 bộ vượt chỉ tiêu đề ra với các phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh như sau. Bộ Xây dựng cắt giảm 183 trong tổng số 215 điều kiện. Bộ Tài nguyên và Môi trường cắt giảm 101 trong tổng số 163 điều kiện. Bộ Giáo dục và Đào tạo cắt giảm 121 trong tổng số 212 điều kiện. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cắt giảm 60 trong tổng số 112 điều kiện. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cắt giảm 172 trong tổng số 345 điều kiện. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cắt giảm 63 trong tổng số 122 điều kiện. Và Bộ Công Thương cắt giảm 675 trong tổng số 1.216 điều kiện. Và theo thông tin mới nhất, ngày 17 tháng 10, Bộ Công Thương công bố cắt giảm thêm 202 điều kiện trong tổng số 561 điều kiện kinh doanh còn lại. Tôi cũng xin thông báo với cả các nhà báo, quý vị đại biểu và các đồng nghiệp là ngày 11 tháng 10 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký quyết định số 3720 ban hành phương án cắt giảm đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2019-2020 trên cái tiêu chí là dựa trên các tiêu chí là văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, yêu cầu quản lý nhà nước và đánh giá hiệu quả của việc quản lý nhà nước đối với điều kiện đầu tư kinh doanh, thực tiễn hoạt động trong thời gian qua, tồn tại vướng mắc trong quá trình triển khai và phù hợp với các điều kiện cam kết quốc tế,
thì báo cáo quý vị đại biểu theo cái quyết định số 3 theo quyết định số 3720 ngày 11 tháng 10 này thì Bộ Công Thương sẽ sắp tới sẽ tiếp tục cắt giảm 202 điều kiện trên tổng số 6 trên tổng số là 500 trên tổng số 561 điều kiện còn lại. Thì tính tổng số trên cái số lượng mà cắt lần này thì báo cáo quý vị đại biểu là chúng tôi sẽ lại cắt tiếp là 36,1%. Đấy, còn tính trên tổng số của cả Bộ Công Thương thì báo cáo quý vị đại biểu là khi mà chúng tôi hoàn thành kế hoạch thì sẽ cắt giảm là trên 72%. Hiện nay thì đúng là như tôi trình bày thì cái cắt bỏ điều kiện kinh doanh ở đây nó không hiểu là chúng ta bắt cắt bỏ một cách cơ học. Mà cắt bỏ điều kiện kinh doanh có nghĩa ở đây là chúng ta hình dung ra là chúng ta thay đổi cái cách thức nhà nước can thiệp vào thị trường. Có nghĩa trước đây chúng ta can thiệp có thể gọi là thô bạo vào thị trường. Thì nay chúng ta can thiệp một cách nó thông minh hơn, có nghĩa rằng là thay vì chúng ta yêu cầu doanh nghiệp chỉ được làm cái này hoặc được làm cái này theo một cách thức mà chúng ta mô tả, thì cái sự can thiệp hiện nay người ta sẽ sử dụng cái cách thông minh hơn, có nghĩa rằng là vai trò của nhà nước là thúc đẩy cái cạnh tranh. Thì vì cái áp lực cạnh tranh thì buộc doanh nghiệp phải nâng cao chất lượng dịch vụ và có cái cách thức tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ngay cả khi nhà nước không yêu cầu. Thì vì cái sự sống còn của doanh nghiệp thì doanh nghiệp vẫn phải thực hiện cái hoạt động đó. Và như vậy thì cái cách thức quản lý của nhà nước hiện nay nó sẽ thay đổi từ cái việc mà chúng ta kiểm soát cái việc gia nhập thị trường, kiểm soát chặt chẽ cái việc mà doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sản xuất hàng hóa như thế nào, bằng cách nào, sản xuất bao nhiêu, thì rõ ràng là cái việc đó nhà nước sẽ phải từ bỏ, vì đó là việc của thị trường và việc của doanh nghiệp, và chuyển sang việc quản lý theo cái kết quả đầu ra và quản lý theo cái việc duy trì một cái môi trường kinh doanh cạnh tranh. Thì đấy là bản chất của cái việc bãi bỏ giấy phép kinh doanh, phải được hiểu một cách sâu xa thì nó là như vậy. Tuy nhiên, cũng đến thời điểm này, nhiều bộ cũng vẫn chưa đạt chỉ tiêu. Như Bộ Thông tin và Truyền thông mới cắt giảm 26 trong tổng số 385 điều kiện. Bộ Giao thông Vận tải cắt giảm 109 trong tổng số 570 điều kiện. Và Bộ Tư pháp mới cắt giảm 7 trong tổng số 94 điều kiện. Và một số nguyên nhân được đưa ra cho việc chậm trễ hoặc chưa hoàn thành chỉ tiêu về số lượng điều kiện kinh doanh được cắt giảm là: Bộ Thông tin và Truyền thông chậm là do không thực hiện một nghị định sửa nhiều nghị định theo thủ tục rút gọn. Bộ Y tế cho biết đã hoàn thiện xong dự thảo nghị định mới sửa cùng một lúc 14 nghị định, bãi bỏ một quyết định và 9 thông tư. Theo đó sẽ cắt giảm 1.363 trong tổng số 1.871 điều kiện và cắt giảm 169 trong tổng số 234 thủ tục hành chính. Còn theo đại diện Bộ Tài chính, Bộ có 370 điều kiện kinh doanh. Bộ dự kiến xây dựng 3 nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa 117 điều kiện. Nhưng đến nay mới có 1 nghị định đã trình chính phủ, 2 nghị định đang xây dựng dự thảo. Bộ Giao thông Vận tải có tổng số 570 điều kiện kinh doanh, dự kiến xây dựng 9 nghị định để sửa đổi 20 nghị định, cắt giảm 346 điều kiện kinh doanh. Nhưng hiện nay mới ban hành được 4 nghị định, cắt giảm 109 điều kiện. Bộ Thông tin và Truyền thông có 385 điều kiện kinh doanh, dự kiến sửa đổi bổ sung 6 nghị định để cắt giảm 199 điều kiện. Hiện đã trình ban hành được 2 nghị định, còn 4 nghị định chưa được ban hành. Rõ ràng, với những số liệu thống kê mà chúng tôi có được, thì còn rất nhiều việc phải làm cho các bộ nếu muốn hoàn thành công việc ở thời hạn 31 tháng 10 mà chính phủ đề ra. Tôi thì không đặt vấn đề là liệu có hoàn thành hay không, mà tôi đặt vấn đề ở đây rõ ràng đây là trách nhiệm rất lớn của các bộ ngành và phải hoàn thành. Và tôi thì mong muốn rằng là như tôi đã trao đổi, rõ ràng là đây là nhiệm vụ phải hoàn thành. Và hoàn thành bằng mọi nỗ lực và không có lý do để chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ này. Bởi vì đây không phải là nhiệm vụ mới, bởi vì nếu như theo đúng thông tin của tôi theo dõi thì cái nhiệm vụ này được giao cho các bộ ngành từ khoảng tháng 9 năm 2017, tức là tính cho đến nay nó đã có 1 năm. Và thực tế cũng đã có bộ hoàn thành những việc này rất sớm, ví dụ như là Bộ Công Thương. Cho nên đối với các bộ thì có thể nói rằng đây không phải một việc mà theo tôi là mới, cũng đây cũng không phải một việc mà không quen với các bộ, vì các bộ cũng đã có cái năng lực trước đây đã xây dựng các cái nghị định để ban hành các điều kiện kinh doanh, thì nay họ phải
phải hiểu rất rõ là các điều kiện kinh doanh. Thế thì vấn đề đặt ra ở đây tôi cho rằng là các bộ phải hoàn thành, và nếu như trừ lùi đi cái thời gian phải hoàn thành, mà nếu như các bộ thấy công việc hiện nay không có nguy cơ hoàn thành, thì cách duy nhất có nghĩa là chúng ta phải bố trí thêm nhân lực và làm việc có thể cả ngày cả đêm để đảm bảo cái việc hoàn thành. Như các chuyên gia đã nhận định, mốc 31 tháng 10 là một thời điểm quan trọng và phải đạt được. Vì rõ ràng, nếu không đạt được, nó sẽ trở thành một tiền lệ vô cùng xấu và rất nguy hiểm cho việc làm luật và ban hành các quy định của nhà nước. Với tổng hợp trên của chúng tôi, quý vị đã có cái nhìn tổng quát và cũng đã có được những con số cập nhật về tình hình chuẩn bị phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh của các bộ ngành. Rõ ràng còn rất nhiều việc phải làm trong giai đoạn nước rút này, chỉ còn khoảng một tuần nữa cho mốc 31 tháng 10. Tuy nhiên, điều mà doanh nghiệp quan tâm hiện nay không chỉ là việc các bộ ngành hoàn thành được mục tiêu về số lượng điều kiện kinh doanh được cắt giảm, mà quan trọng là chất lượng các điều kiện kinh doanh được cắt giảm như thế nào, có tác động đến doanh nghiệp ra sao. Trong quá trình làm việc với các bộ, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã nhắc lại việc các bộ đã làm được nhiều việc, nhưng cũng cần phải lắng nghe ý kiến từ các hiệp hội, doanh nghiệp, chuyên gia để chứng minh việc cắt giảm có thực chất hay không, hay gom hai thành một, hay cắt cái nọ lại mọc cái kia. Tất nhiên tình trạng này nếu có thì cũng là số ít, nhưng tinh thần là phải minh bạch. Qua mỗi lần hội thảo đóng góp rất nhiều, nhưng mà tiếp thu thì lại không. Mà tôi nói là ý kiến của các ủy ban nhân dân thành phố, năm cái đơn vị thí điểm lớn á, đều có ý kiến ấy, tức là khẳng định cái hoạt động mà kinh doanh hợp đồng điện tử là không có, nó chỉ là phương thức giao dịch và nó thực chất là cái kinh doanh taxi với một cái quy trình điều hành quản lý của Grab là như taxi. Đều đã có ý kiến của các chuyên gia, của các hiệp hội cũng nói mãi, nhưng mà cái sự tiếp thu thì không có. Tức là cứ mỗi một lần sau khi trao đổi đóng góp xong thì sau đó chúng ta lại có một cái bản dự thảo gần giống như cũ, và những cái thay đổi nó lại là ẩn khuất chỗ này chỗ khác, nó không thể hiện được. Và đôi lúc chúng tôi nghĩ rằng nên hay chăng thay đổi ban soạn thảo, bởi vì qua tới lần thứ 5 rồi mà như thế thì nó mất rất nhiều công sức của nhà nước cũng như của các doanh nghiệp. Tôi cũng chỉ sợ rằng là chúng ta biết là cắt giảm điều kiện kinh doanh thì là một phần, nhưng mà hàng ngày hàng giờ thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục có những điều kiện kinh doanh mới được ban hành. Cái mà tôi lo lắng hiện nay là chúng ta chưa thực sự có một cái kênh kiểm soát có hiệu quả những cái điều kiện kinh doanh mới ban hành. Các bộ tự ban hành, tự rà soát, tự sửa đổi. Và với cách đó thì thông thường là nó cứ dài ra, nó nhiều lên, chứ nó không ngắn lại. Đã có những ví dụ cụ thể được nêu ra như sau. Chẳng hạn, quy định xe phải có phù hiệu. Khi cấp phù hiệu, doanh nghiệp cứ phải lên Sở Giao thông Vận tải. Mặc dù khi lễ, Tết, đông khách thì không cần bảo nhà xe cũng chạy, còn khi không có khách thì có phù hiệu, xe cũng không chạy. Và thực tế, khi lên sở xin phù hiệu thì không gọi điện hẹn trước, đừng hòng gặp được. Đó là thực tế về điều kiện kinh doanh cần cắt mà chưa thấy cắt. Một ví dụ khác, có chính quyền địa phương có chủ trương mở các chuyến xe để vận chuyển công nhân từ nơi ở đến khu công nghiệp. Nhưng Sở Giao thông Vận tải nói rằng phải có tuyến. Vậy phải có tuyến là như thế nào? Là lẽ ra quãng đường chỉ 10 km, nhưng vẽ ra bắt người ta phải chạy 20 km hay sao? Xe không vi phạm thì không được kiểm tra, còn nếu vi phạm thì kiểm tra chỗ nào cũng được. Nhiều quy định không ổn, như tuyến xe buýt sao lại cứ phải 100 km? Từ nơi ở đến khu công nghiệp chỉ có 80 km thì không được chạy hay sao? Đó chỉ là số ít những ví dụ được chỉ ra cụ thể trong buổi làm việc của Tổ công tác của Thủ tướng ở giai đoạn nước rút này. Rõ ràng, không thể lơ là chất lượng điều kiện kinh doanh, bởi nó là vấn đề cốt lõi, quyết định được việc cắt giảm điều kiện kinh doanh có hiệu quả hay không. Cái thách thức lớn nhất là hiện nay khi mà chúng tôi cũng nghiên cứu xem xét những cái phương án đơn giản hóa thì thứ nhất là các bộ có tiến triển thì là cái điểm mừng. Nhưng cái mà tôi vẫn nhìn nhận là hiện nay cái số điều kiện kinh doanh mà cắt giảm vẫn đang ở cái phần tôi gọi là phần dễ.
phần dễ có nghĩa rằng là họ mới chỉ gọi là tập trung vào những cái điều kiện mà nó vô cùng dễ đọc lên cái có thể thấy rằng nó không hợp lý. Đọc lên cái có thể thấy một người bình thường cũng có thể thấy rằng là nó không cần thiết. Ví dụ như các cái yêu cầu là có sức khỏe tốt, có đạo đức tốt, hay là có địa điểm rõ ràng, hay là những cái như vậy, những cái điều kiện đấy nó mới chỉ dừng lại ở cái phần mà tôi tạm gọi là bỏ đi thì chưa chết ai, hay là bỏ đi thì chưa ảnh hưởng gì lớn đến cái gọi là câu chuyện quản lý của các bộ ngành. Theo tôi thì cần phải cải thiện một cách thực chất về để đem đến cái sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, mà tập trung vào những cái cải cách về thủ tục hành chính, công tác hỗ trợ doanh nghiệp, hoàn thiện về những cái thể chế mà ở địa phương là những cái cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Và chúng ta sẽ phải làm thế nào đó để quy trình về thực hiện những cái quy định pháp luật đó nó phải minh bạch, nó phải rõ ràng, những thủ tục minh bạch và rõ ràng, thì cái chúng ta càng minh bạch đến đâu thì cái khả năng mà giảm những cái chi phí không chính thức nó sẽ càng được tăng đến đấy. Với tốc độ cải cách như hiện nay thì nếu nói 2018 thì khó đạt, nhưng giữa 2019 thì chắc là đạt được mục tiêu là bãi bỏ ít nhất là 50% số điều kiện kinh doanh hiện hành. Số điều kiện kinh doanh hiện hành là thống kê của 2017. Chúng tôi nghĩ là sau nghị quyết số 01 của Thủ tướng Chính phủ đầu năm 2018 thì đây là một cái công cụ, một cái kim chỉ nam để cho các cái bộ ngành, các cái tỉnh thành phố để tiếp tục cắt giảm. Bởi vì từ 2016 đến nay thì chúng ta đã cắt giảm được hơn 50%. Nhưng còn 50% còn lại thì rất nhiều các cái tổ chức hiệp hội, các cái doanh nghiệp tại các diễn đàn vẫn yêu cầu lãnh đạo quản lý nhà nước, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành vẫn phải tiếp tục cắt giảm. Bởi vì nếu càng cắt giảm bao nhiêu thì sẽ tạo mọi điều kiện về đầu tư kinh doanh một cách nó thuận lợi, một cách công bằng, một cách minh bạch. Mốc 31 tháng 10 đã đến rất gần. Cộng đồng doanh nghiệp đang rất nóng lòng chờ đến ngày những cải cách mà chính phủ đề ra được chính thức ban hành thành văn bản. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình cắt giảm điều kiện kinh doanh này của các bộ ngành trong các chương trình sau. Còn bây giờ như thường lệ, phần cuối của chương trình mời quý vị đến với mục tư vấn pháp luật. Tham gia mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay có luật sư Nguyễn Đào Tơ, trưởng văn phòng luật sư Hoàng Huy, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa luật sư, có bạn Trần Thị Thu Hường ở Hà Giang gửi thư về chương trình và hỏi: "Chào luật sư, tôi muốn hỏi hợp tác xã nông nghiệp được phép đăng ký kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa hay không?" Mong luật sư trả lời giúp ạ. Cảm ơn câu hỏi của bạn Hường. Đối với phần câu hỏi của bạn, tôi xin có câu trả lời như sau. Thứ nhất là các điều kiện để kinh doanh dịch vụ lữ hành thì đầu tiên là bạn phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề về lữ hành. Thế sau đó là bạn phải có điều kiện thứ hai là điều kiện ký quỹ ngân hàng. Điều kiện thứ ba là người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành, hoặc là phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa. Nếu bạn có ba điều kiện đó thì bạn phải làm thủ tục là hoặc là thay đổi đăng ký kinh doanh, hoặc là thông báo về việc thay đổi đăng ký kinh doanh về việc là có thêm ngành nghề này. Và sau khi bạn có thêm ba cái điều kiện theo như quy định của luật, bạn làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh thì bạn mới đáp ứng đủ điều kiện đó. Còn theo như thông tin mà bạn cung cấp thì bên bạn là hợp tác xã nông nghiệp. Thì ngành nghề kinh doanh của hợp tác xã nông nghiệp thì lại không thỏa mãn được các cái ngành nghề kinh doanh của dịch vụ lữ hành. Nên để đáp ứng được những điều kiện của kinh doanh dịch vụ lữ hành thì bạn phải thỏa mãn được ba điều kiện như tôi vừa nói. Cảm ơn luật sư ạ. Mục tư vấn pháp luật đã khép lại chương trình luật sư doanh nghiệp tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình, và đừng quên chương trình luật sư doanh nghiệp được phát sóng vào khung giờ mới 21:15 thứ ba hàng tuần. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vitv.vn hoặc cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và gặp lại.